Xin chào các bạn đến với Game Hay Nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia event kẻ lạ mặt. Khi mới bắt đầu trò chơi các bạn, khoảng ngày thứ 2, ngày thứ 3 gì đó, Harris là anh cảnh sát đó các bạn, đến để thông báo cho các bạn là có một kẻ lạ mặt, khuyên bạn nên cẩn thận. Khi mà Harris vừa đi các bạn, kẻ lạ mặt đã xuất hiện. Kẻ lạ mặt này chính là Won này các bạn. Ông ta là người Tàu các bạn. Đến lạc đường ở trang trại của bạn và nhờ xin chú nắng dưới gốc cây cây táo của bạn các bạn. Lị là chủ nhà ở đây à, ngộ đi bộ suốt trên núi xuống, nghỉ đây một chút có được không? Thì các bạn có cho mấy nghỉ bình thường. Ông này là cũng rất là quan trọng trong game đó các bạn. Mình chạy lại mình nói chuyện với ông ấy nha các bạn. Các bạn phải nói chuyện với ông ấy, cái event nó mới tiếp tục được. Còn các bạn mà không nói chuyện là nó không tiếp tục nha. Xong rồi các bạn chạy đến quảng trường. Đây gặp Harris các bạn, Harris đang ở quảng trường đó. Nếu các bạn mà không nói chuyện với Won trước khi đến quảng trường đó là sự kiện không diễn ra nha. Các bạn phải nói chuyện với Won, xong rồi các bạn mới chạy đến quảng trường để gặp Harris, là nó mới tiếp tục sự kiện. Đây, Harris ở chỗ cái ghế các bạn, báo cáo như nãy là có cái làm mặt nè. Hả, có người đàn ông đeo kính găm đến trang trại của cậu. Kính găm màu đồ màu vàng với chiếc túi kỳ lạ, chính hắn ta. Thì ông Harris sẽ đến gian trại của bạn bắt ông này, mà như ông này ổng chạy lại đây các bạn. Chúng ta lại gặp nhau, cảm ơn Lị hôm nọ. Đối thoại xong thì mình tiếp tục nói chuyện với ông Won này các bạn. Bạn phải nói chuyện với Won. Xong rồi các bạn chạy đến nhà của God các bạn. Cái nhà của God là cái nhà mà thợ mộc các bạn. Các bạn phải đối thoại, sự kiện nó mới tiếp tục. Còn các bạn mà không đối thoại, các bạn đến chạy đến nhà của God đó thì sự kiện không có tiếp tục nha. Các bạn chạy lên để báo với Harris. Khi đến là cái đồng hồ nó biến mất rồi. Báo Harris, tôi đến trang trại cậu nhưng hắn ta đi mất rồi. Hả, hắn đang ở quảng trường. Rồi Harris tiếp tục để chạy lên quảng trường các bạn. Nhưng mà Harris vừa đi thì ông Won lại xuất hiện ở đây các bạn. Đúng giống như trò chơi mèo dằn chuột vậy á. Ông này ổng lạc đường, ổng đi vòng vòng vậy á. Nhưng mà Harris quay lại các bạn, đi giữa chừng Harris quay lại. Harris là bảo vệ của thị trấn nha các bạn, bảo vệ cảnh sát. Này ta gọi là bắt nhầm đối tượng. Sau kiểm tra túi đồ không có thấy gì khả nghi các bạn. Vậy ông này là người lạ mặt, kiểu như mang kính đồ thì nó vì an toàn của thị trấn nên phải kiểm tra kỹ càng các bạn. Ông này sau này sẽ bán đồ cho mình nhiều lắm, mà bán giá cắt cổ các bạn. Xong rồi các bạn lại nói chuyện hỏi thăm đồ chơi. Nói chuyện với mỗi người một câu được các bạn. Chuyện không có gì xảy ra, chỉ là hiểu ngầm thôi. Giờ mình nhổ cây thuốc với hai bông hoa mình về các bạn.
sự kiện chỉ có vậy thôi. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì để lại comment thì mình sẽ giải đáp nha. Chúc các bạn có một ngày vui và chơi game vui vẻ. Bye các bạn.